Hello, cái mình là sáng ca xíu đi con dân lần phong ca kèm phụn xe cam. Cảm đi con dân lần phong là giá hợp là sẽ dọc phụn ca. Cảm là khởi giá hợp dọc sắp sập hình. Cảm nhập bình kèm phụn xe khải tím ca là. Cảm là xe chói hồ xí nhiệm ca. Cảm ơn chị kê chơi chung gì là sẽ lia gò xâm phui xe lạ. Cảm khởi là liền sàn hà kèm phụn pin. Thầm ảnh dì tái là tôi chơi cho gò xâm phui xe kè chị kè ca.咁上面咧有好多熱嘅英國士兵，同埋咧有啲 Q 版嘅御林軍喺度，仲有大笨鐘啦。咁呢個就好有型嘅呢、這個深灰色。除咗呢個之外咧，呢、這個鮮粉紅色咧都好啱襯衫噶。咁佢上面咧就有好多英國特色嘅建築物，例如係 London Eye 啊、電話亭啊咁樣嘅。跟住仲有個鮮粉紅色嘅耳帶添。仲有咧就系呢个三个红白蓝款啦，咁呢三个红白蓝款咧都系有好多英国特色嘅图案啦，譬如系七层巴士啊，有的士啊，咁有 London Eye 啊，咁同埋咧佢个耳带咧都系有红白蓝嘅衬色噶，咁令人好挂住英国啊！呢个咧就系今日介绍嘅英伦风格啦。